Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe hatchback hạng A ở cái phiên bản xe van, quý bạn nhé. Kia Morning Van nhập khẩu nguyên chiếc, quý bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2013, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Và chiếc xe này thì thưa với quý vị các bạn mới lăn bánh được 6 vạn km thôi. Chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, tất cả còn nguyên bản. Và chiếc xe này đã được lên được rất là nhiều option rồi các bạn nhé. Từ ghế da này, màn hình thông minh này, camera lùi này, khóa thông minh, đề nổ tát tốp tự động rồi các bạn nhé. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 205 triệu đồng. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ivan 2013 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Morning Van 2013 số tự động này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì quý bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên được kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Chiếc xe này thì chúng tôi vẫn đang sử dụng thường xuyên quý bạn nhé. Chưa có dọn dẹp, chưa có làm bất cứ một cái gì đâu, vẫn đang đi hàng ngày ạ. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Kia Morning Van 2013 số tự động nhập khẩu tên tư nhân biển Hà Nội này ạ. Mời quý vị và các bạn. We'll be right back.
Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Kia Morning Van 2013 đăng ký tên tứ nhân biển Hà Nội, lăn bánh 6 vạn km. Chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 205 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Morning Van 2013 nhập khẩu nguyên chiếc số tự động này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.